Bây giờ đang đuổi theo đối tượng nè, đang đuổi theo đối tượng cướp nè. Từ đang đuổi theo đối tượng cướp 60A656529. Từ lái xe mình nhá, lật xe mình nhá. Từ. Cái này không xuống được. Rồi em rồi. Đối tượng đang bỏ chạy rất là nhanh nè. Mặt cái đấy xuống kìa, hô người ta cướp. Thôi. Hô cướp. Ô cướp là xe ô tô nó ép lại. Cướp. Không bật được, đi chạy đi. Cướp. Đi ra đi. Cướp. Từ từ thôi, đi xe tông vào đít xe ta đây này. Nói à. Xe này đang chạy rất là nhanh nè. Mày chạy về bên cam anh ơi, nó ép xe mình. Tay bảo giao thông chạy đến cam á. Bên cam nè. Nó ra bên cam rồi, đến vòng xoay bên cam rồi. 56529. Cái này đéo không? Từ đâu em, xe mình lại thấy là thân xe nó. Bình tĩnh rồi, chạy. Bật xuống em. Rồi, bật xuống rồi. Em chứ nói cướp đi, đủ mà người ta hỗ trợ, dân ta hỗ trợ. Trời ơi, người dân người ta hỗ trợ. Bỏ cái cửa xuống anh coi nào, cái bên này coi. Chú ý quá được anh, chú ý đó. Thôi được rồi, mình tránh đi, việc nào tính mạng nó quan trọng hơn. Anh nói là không, đang quay lại đồ. Đang dự thấy đối tượng cướp này vào chạy vòng xoay 25C rồi nè. Innova màu trắng, biển số đang phía trước đang màu. Đó. Từ. Từ. Có nhầm. Đây. Đầu nó. Lên được trước là được. Nó chạy về 25 xe anh ạ. Dạ. Đối tượng nó lạng ngách kìa quá. Mình phải được cao đá mẹ rồi. Nó hút đầu mình là nó bị trên mình hư luôn, nó không sử dụng được. Mình chỉ ép nó hút bích mình. Xe này chặt đầu. Đang hai xe cảnh sát với lại một xe Innova đang đuổi theo. Nó chạy về công nghiệp 6 Tuấn ơi, chứ đứng ra tôi tới nghĩa. Ngã tôi ở phước đi, chứ đứng ra tôi ở phước. Nó coi đầu lại á. Từ. Chứ đứng ra tôi ở phước đi. 25C nó chạy về hướng đường Trần Phú, đường xuống Phước An thôi. Đường Trần Phú về Phước An á. Mình đông biết nó không được, nó không dừng được. Nó tông vào xe này tôi này. Rồi, cái xe Innova nó vượt lên rồi cả. Vượt lên ép nó này. Ép này. Cướp! Nó quay lại! Tông mẹ nó đi! Tông mẹ nó luôn đi! Quay về hướng 25C rồi! Không, chưa! Nó quay về đường Trần Phú rồi nha! Quay về 25C! Tôi sợ lắm mà. Từ. Cô xe hành trí đó. Nó lặng lách ghê quá. Ông chưa bắt được nó. Tức hỏi em. Bằng kia tổng thống nó mới xe.
xe mình ra rồi, mình không có biết nó không được. Vẫn đang dí nó đi. Alo. Phòng xe 25C đang đi thẳng nha. Phòng xe 25C. Từ từ coi nào. Từ từ nó đang bắt vào cướp này. Rồi nó quẹo xuống Long Kho, 25C quẹo xuống Long Kho. Đi xuống hướng Long Thọ nè. Không nhận cơ được đâu. Ép sau, bên kia ép trước, mình ép sau, ép trước, lên trước. Lên trước luôn, ép luôn. Ép đây. Ép. Tông đi luôn, tông luôn. Chị đi ra chị ơi. Cướp. Chị lui ra. Tông đít. Tông đít xe. Tông. Tông tiếp đi. Ép vào đây, lên cái sau tô. Tông đít trong đường, giao thông nó mẻ rồi. Từ từ đi, từ đi. Từ đi có nơi tông vào xe máy không ta? Rồi, có xe tông. Tông vào. Từ từ xe nó tông vào xe máy không ta? Chạy lên trước chặn xe. Mẹ lên trước chặn xe ô tô lại. Như sau làm gì? Thôi được rồi, kệ nó đi. Xe máy á. Mình tính nước anh, mình tính. Tông chính diện mình đối tư chắc lái phải không? Không bắn nó được. Để nó tông thôi để mẹ. Tông không? Cướp kìa. Chặn ngay ngã tư Hiệp Phước, không cho xe ô tô nào ra, anh nó đang Hiệp Phước. Không cho xe máy đi ra luôn. Không cho xe ô tô, chặn ngay, chưa có ai chặn, bọn em đang giết sao nè. Chưa có ai chặn hết. Cướp kìa. Rồi, ép luôn, tông vào đi luôn, tông luôn. Chết mẹ. Cướp kìa, cướp. Cướp.